Chào các bạn. Hôm nay Sô muốn nói với các bạn về một cái bơm dùng cho thủy canh được trồng rau. Mô hình thôi nha các bạn. Hoặc là hộ gia đình ít người thì bạn làm với những cái bơm bèo bọt có 75.000 như cái bơm 3-1 này. Bạn có thể thủy sinh nuôi những con cá trong mùa đông, nhìn cho nó ấm áp và sinh động. Bạn có thể thủy sinh những cái rong rêu trong một cái hồ cá nhỏ trong phạm vi gia đình để bạn nhìn cũng rất là thư giãn. Nhưng cái bơm giá bèo này thì nó có một cái tật là nó vì giá nó rẻ, nó có 75.000 nên là ba chức năng đôi khi nó cũng chỉ còn mỗi một cái chức năng tạo dòng chảy thôi các bạn. Nguyên bản của nó thì có chức năng thứ nhất là bạn thấy đây, những cái lưới lọc để nó hút những cái phù du vào cái khe này, rồi bạn đem bạn vệ sinh, bạn rửa cho nó thông. Và chức năng thứ hai là trên cái đầu này các bạn, cái đầu này lẽ ra là nó phải phun ra khí, tức là nó phun trong khí chúng ta trong gia đình ta thở ra carbonic ấy, thì cái CO2 ấy, nó trong một thành phần trong không khí nó sẽ theo cái đường này rằng bọt nó ra, nó nuôi những cái cây dưới nước như thế này các bạn. Cây dưới nước này nó phải có oxy nó mới tốt. Các bạn là thủy sinh chuyên nghiệp thì phải mua những cái bình oxy về để bơm oxy cho cây nó mới xanh tươi. Nhưng mà mình thấy cái bơm này hoàn toàn có thể đáp ứng được. Mình trong gia đình mùa đông, nhất là ở ngoài Hà Nội thì ở mùa đông mình đóng cửa, mình thở ra oxy thì mình thở ra carbonic thì carbonic sẽ bơm vào đây và những cây rong rêu này sẽ nhả oxy, cũng như là những cái bèo ở trên mặt này các bạn. Trong quá trình hô hấp quang hợp nó nhả ra oxy cho lọc khí trong phòng cũng rất tốt. Thì nhưng mà cái bơm này nó có cái tật là nó hay hỏng vặt các bạn ạ. Thì hôm nay Sô muốn làm thử để tháo dỡ hết toàn bộ cái bơm này ra để cùng với các bạn là sửa lại, chỉnh lại làm sao cho nó đầy đủ ba chức năng, tức là nó nước phun lên cái ống thủy tinh này các bạn, nó phải tạo được tiếng róc rách thì cái tần số của nước chảy ấy, làm mà những cái bọn là cá cánh buồm này, rồi những cái bọn mún này, bọn bảy màu này, nó nghe thấy cái tần số nước róc rách ấy, thì giống tự nhiên thì nó sẽ phấn chấn hơn nha các bạn. Và cái thứ hai là nó bơm oxy, đôi lúc cây nó cũng cần cả carbonic oxy để trao đổi chất các bạn, thì mình phải cho nó phụt ra được những cái bọt khí để hòa vào trong dung dịch thủy sinh. Và cái chức năng lọc thì mình đã nói rồi, nhưng mình sẽ giới thiệu những ưu điểm nhược điểm, các bạn có thể có một số điều chỉnh nhỏ nhỏ thì có những thì cái bơm này sẽ dùng tốt. Và thậm chí mình mua nó có để làm cái mô hình thủy canh hồi lưu để mình tường thuật lại cho các bạn quá trình trồng rau thủy canh hồi lưu nha các bạn. Đây, mình đã tháo tung hết toàn bộ những cái gì có thể tháo được ở cái bơm này. Cái bơm này nó có một cái ưu điểm là ngoài cái giá thành rẻ như mình đã nói, không tới 100.000, nó chỉ 75.000 mua online trên Shopee hoặc Lazada các bạn. Nó có một cái khớp bản lề để các bạn tháo những cái bông lọc này ra vệ sinh. Nếu như những cái mùn phân cá loại to mà vi sinh chưa phân hủy được, nó kẹt trong đây, nó sẽ ảnh hưởng cái lượng hút bơm vào nha các bạn. Các bạn nó có cái lõi ở giữa này, các bạn vào nhà vệ sinh, các bạn lấy ngón tay bịt một đầu này và xịt nước ở đầu ở cái lõi trên này. Và sau đó bạn bóp này, thì khi nào thấy nước trong, tức là bạn đã vệ sinh xong cái thứ nhất. Và tương tự bạn sẽ làm với cái thứ hai. Và cái khớp bản lề bạn có thể mở ra để tháo vệ sinh rất dễ. Thì cả hai cục, tức là chiều sâu của bể các bạn có thể là 20 phân, nó là hoàn toàn để theo chiều đứng này, nó hút được rất nhiều những cái mùn đất ở trong bể, làm cho bể của bạn trong hơn. Khi tháo ra thì bạn nhìn những cái nan này, bạn cũng mang vào xịt nước vệ sinh cái vòi vệ sinh các bạn,
thì cái tia nước của bạn bạn làm từ trong ra ngoài hoặc từ ngoài vào trong thì khi nào nhìn soi lên nhìn sạch sẽ thế này là được nha các bạn. Khi lắp vào thì các bạn cũng phải theo trình tự như thế này. Đầu tiên ấy là bạn thấy cái cổ nhỏ này hướng lên trên và cái lỗ to này nhẵn này này là hướng xuống dưới, thì đầu tiên là bạn làm ở dưới, từ dưới lên trên nhá. Bạn lấy cái to này bạn đặt vào trong, đặt vào giữa, nó có mấy cái lẫy này các bạn, đây này, nó có mấy, có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái lẫy, thì cái dưới cùng bạn hoàn toàn có thể bấm lại, nghe tạch một cái là bạn cho nó khít vào, nó chặt, và sau đó nó có một cái nút ở dưới đáy nha các bạn, để không cho nước hút từ đáy lên mà bắt buộc nước phải chui qua các cái nan lược này các bạn, và cái bông lọc thì nước đi lên nó mới là nước trong được. Thì để bạn đem vệ sinh cái này thì nó sẽ bớt được cái lượng nước cặn. Cái công suất nó nhỏ, nó chỉ có 6W thôi, thì chỉ phù hợp những cái hồ nhỏ từ 50 lít trở xuống nha các bạn. Còn hồ to có lẽ là phải chế cái khác. Sau đó bạn bấm tạch cái là bạn khóa được cái củ lọc dưới. Đến củ lọc trên cũng vậy. Củ lọc trên nó hơi khác một tí, tức là nó có cái khớp này các bạn, để nó liên kết với củ lọc dưới, và nó có cái cổ này để liên kết với máy bơm. Thì ta sau khi đã vệ sinh thì ta lại đặt cái lọc này vào đây. Và cái đây mới là cái bước các bạn cần chú ý, tức là cái hình này, cái hình trên này, cái cổ trên của cái củ lọc dưới ấy, nó hơi loe để không bị tụt xuống dưới. Cho nên bạn trước khi bạn đóng lẫy trên thì bạn để nó vào khớp nha các bạn. Bạn để vào khớp trước này, sau đó bạn mới nhẹ nhàng đóng cái nắp trên. Đấy, bạn nghe thấy tạch một cái thì đây bạn nhìn thấy này, nó có nhược điểm là nó vẫn hở ra ở dưới, thì bạn phải bấm lại, hoặc là bạn có thể chế thêm một cái khóa nhỏ bằng bằng thép đấy các bạn, để thép lò xo giãn được ấy, thì bạn sẽ khóa nó lại để nó không, đây làm mạnh nó lại mở mồm này, đây là nhược điểm của đồ rẻ tiền nha các bạn. Hoặc bạn lấy một cái chỉ, một cái gì đấy bạn xiết vào được, một cái dây, một đoạn chỉ là bạn buộc cái cổ trên này vào thì nó sẽ không bị tình trạng tuột ở dưới ra. Đấy là cái phương pháp thứ nhất để mà bạn khắc phục những cái thiếu sót của cái đồ rẻ tiền. Tiếp theo sau nữa là cái cổ bơm nha các bạn. Cái cổ bơm đây thì bạn soi lên thấy nó trắng cả bốn lỗ này, là không bị tắc nghẹt. Bạn có thể dùng vòi xịt nước xịt hoặc bạn thổi mạnh nó cũng đi được. Thì ở đây nó có hai cái tai lẫy này các bạn. Mình chú ý hai cái tai lẫy này. Và cái tai lẫy này phải quay chiều lên trên nhé. Thì mạnh của cái cổ bơm phải quay lên trên. Thì ta để nó song song với cái sục khí nhá, cái vòi sục khí đây này các bạn. Thì ta để hai cái ngạnh song song với vòi sục khí và ta xoay theo chiều kim đồng hồ. Thì bạn thấy nó khớp với ngạnh vào nhau không? Đấy, nó khớp với ngạnh vào nhau, thế là xong. Xong phần từ bơm đến cổ bơm. Tiếp theo là bạn chỉ việc ấn sâu cái, sau khi bạn đã liên kết được cái củ lọc trên và củ lọc dưới với nhau thì bạn ấn cái cổ bơm thật mạnh vào cái củ lọc trên để song song với cái chiều của cái vòi sục khí ấy, cái vòi có cái dây trắng này các bạn, để bạn xoay theo chiều kim đồng hồ. Đấy, bạn thấy cứng tay là hai cái lẫy này hoàn toàn nó đã liên kết với nhau được, thì nó sẽ không bị rơi ra trong hồ cá nha các bạn. Tiếp đến là bạn có một cái bẻ góc, thì bạn chỉ việc ấn cái bẻ góc, chỉ việc ấn cái bẻ góc vào đây để lên trên, và một cái bẻ góc nữa thì tùy bạn theo hướng muốn vuông góc dòng chảy cũng được mà. Rồi bạn lắp tiếp
cái ống trên, ống này nó hơi nhỏ thì có thể bạn chêm chen. Bạn lắp tiếp ống trên này vào. Còn đến đoạn vệ sinh cái ống phun tia. Ống phun tia này dùng để thủy canh hồi lưu cũng rất tốt nha các bạn. Mình cho cái mặt nước của thùng dung dịch cái nó gần nhất với lại là đáy của máng hồi lưu là hoàn toàn cái này có thể phun được. Clip sau thì mình video kế tiếp mình sẽ làm về mô hình hồi lưu. Mình sẽ dùng chính cái bơm này nha các bạn. Còn động tác cuối cùng là bạn chỉ việc ấn cái đầu phun tia này vào. Ấn đầu phun tia này vào thì cái lỗ đầu tiên bạn cho cách ra cỡ khoảng 5 ly là được. Rồi còn một chi tiết cuối nữa là bịt nốt cái đầu ống phun tia này vào. Bạn chỉ cần nhẹ thôi, nó cũng không đủ áp lực để mà tuột ra đâu. Đấy, bạn chỉnh góc xoay được nhá. Đấy, bạn là xoay làm sao cho cái mặt trên của bơm nó song song với lại chiều dài của cái ống phun tia này là được. Còn cuối cùng thì bạn nhớ lưu ý là cái chiều của ba giác hút để khóa bơm lên thành kính của hồ. Thì nó rất hay bị tuột ra các bạn. Thì theo mình nghĩ là các bạn có thể là chấm cái keo 502 để cho cái khung treo bơm này nó gắn liền với ba giác hút. Chính vì cái nhược điểm nữa mình đã bị rơi mất một cái giác hút đi trong hồ mà chưa tìm được. Thì trước mắt mình chỉ dùng hai cái. Còn tốt nhất là các bạn chấm vào để nó khỏi bị rơi mất nhá. Và cái chiều bạn gắn trong hồ thì mặt bơm đây thì bạn nhớ này là hai chấu này ở dưới nhá, còn chấu này ở trên cùng thì khi bạn tháo ra nó ít bị rơi ra bởi vì đây này đấy, nó rút theo chiều này được. Nếu mà bạn là đặt ngược ấy, thì khi bạn kéo bơm lên thì khung bơm nó lên theo thì nó rơi mất cái giác hút này. Nếu bạn để chiều này ấy, thì nó không rơi được nha các bạn. Rồi, cái lưng bơm ấy nó có cái lẫy này các bạn, nó có một cái hèm sâu. Thì khi bạn để chiều trên thì bạn để chiều này, bạn chỉ việc ấn vào thôi. Đến khi mà bạn đẩy dần dần lên, khi nào nó tạch một cái nó cứng cứng tay này là được nha các bạn. Vì là đồ chế nên cái phần dưới này nó cũng hơi lỏng, cái phần cổ này nó hơi lỏng các bạn ạ. Thì tùy theo ta có thể chêm chèn vào một tí, ta lấy cái ni lông chêm chèn vào thì nó sẽ chặt thôi. Đấy. Vậy là các bạn có thể tùy chỉnh, khi nó chêm chặt vào thì bạn tùy chỉnh cái góc quay, bạn muốn vuông góc thế này cũng được, thế này cũng được, rất linh hoạt để cho bạn là thiết kế cái máng hồi lưu muốn chạy theo hướng này cũng được. Hoặc nếu hướng này thì bạn chỉ việc bẻ cái góc mà thôi là nó cũng khá tiện lợi nha các bạn. Thế còn cái cổ này như lúc nãy mình thấy là nó cũng bung ra mấy lần. Cho nên khi bạn làm ấy, thì theo mình nghĩ là cũng chế thêm một cái lẫy. Sau khi vào đến đây mình có thể hạ một cái lẫy xuống để khóa, để không cho nó trôi cái bầu bơm ra nhá. Thế là việc bảo dưỡng đã xong. Bây giờ ta chỉ việc cho vào hồ và chạy thử. Và các bạn lưu ý về an toàn điện đối với cái bơm này là bơm này nó có chân cắm này cắm thẳng điện áp 220, nó có thể giật chết người. Rất ít nhưng vẫn có thể xảy ra trường hợp mà cái buồng bơm cái điện này nó hở các bạn. Gần như không xảy ra nhưng không ai đảm bảo 100%, cho nên trước khi thao tác về vệ sinh bơm, chỉnh sửa bơm thì việc đầu tiên các bạn phải rút cái chân cắm này ra khỏi ổ cắm. Sau khi các bạn
gắn vào trong hồ rồi, các bạn chú ý là cái mặt bơm này nó gần xấp xỉ với mặt nước nhé, bởi vì nguyên lý của cái bơm này nó làm mát máy bơm và bằng môi trường nước lạnh trong hồ cá. Mùa đông thì nó tỏa ra nhiệt ít lắm, không đủ đâu, nhưng dù sao nó cũng là có một phần để mà làm ấm lên để cá của các bạn khỏi bị chết lạnh. Và bây giờ từ cái lúc đầu video các bạn thấy là tình trạng là nó đã rất tồi tệ, và bây giờ sau khi bạn là chỉ cần bảo trì chỉnh sửa với những cái động tác đơn giản như mình đã hướng dẫn, thì bây giờ các bạn có thể nhìn thấy là nó hoạt động nhá. Cắm điện vào thì bạn sẽ thấy là các tia nước phụt cao chưa. Đây, cái này chính là mình thiết kế của dòng chảy của máng thủy canh hồi lưu để trồng rau đây các bạn. Và bây giờ bạn nhìn thấy là ở cái vòi dưới này đã bắt đầu nhà làm nó thổi ngang các bạn, cho nên tính năng 3 trong 1, nó cái thổi ngang khí này thì nếu các bạn thủy canh thì cũng rất tốt cho dung dịch thủy canh. Nó được vận chuyển oxy hồi lưu, trộn sẵn oxy trong dung dịch và nó bơm những cái tia này lên cái máng thủy canh, thì rau thủy canh của các bạn rất tốt. Còn trong hồ cá đây thì lúc đầu bạn thấy đấy, cá nó rất ủ rũ, nó buồn lắm vì nó là tĩnh, nó cảm thấy như ao tù ấy. Nhưng mà bạn có thể đánh lừa nó bằng cách bạn sử dụng cái bơm này, thì tiếng lách tách của cái dòng chảy bên trên này nó tạo như một dòng suối thiên nhiên, thì nó giả lập môi trường tự nhiên. Thì đây bạn thấy bọn cá nó đã vui vẻ sinh động hẳn lên. Đây cá mún này, rồi cá bắt mũi, cá bảy màu, cá cánh buồm, rất nhiều loại đấy, cá ngựa vằn. Bạn thấy nó tung tăng không? Khi mà có tiếng nước chảy thì cũng như là tàn là cái tia nước cái oxy bơm ra, cá nó thấy thoải mái và nó giả lập cái dòng chảy trong dòng suối ấy, thì cá nó sẽ vui hẳn lên. Đấy, thì tốt cho cả cây bạn trồng, cây thủy sinh bạn trồng dưới nước, và tốt cho cả con cá cảnh bạn nuôi. Tóm lại là cái bơm này rất rẻ tiền, rất phù hợp cho thủy canh cũng như một bạn thủy sinh các cây dưới nước cũng như là nuôi cá cảnh nha các bạn. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.